tuổi á, hồi cái một bánh canh này mà ở cho, là tôi thấy con mắt ổng là hai thứ cá lóc nằm trong đó liền luôn. Một bánh canh mà nó như cá lóc. Mình nó nhớ nhớ về cái đúng đấy không? Cái này mà cua với tôm nó đúng bài. Rồi xong luôn. Thơm mắm luôn. Giảm lửa là cả nhà ơi. À. Cậu em ăn dĩa rau cũng lớn. Đó cả nhà nha, cái này là mình nấu từ cái con mắm này ra nè cả nhà. Đó. Bữa nay cái bụng cũng được đó nè. Đây. 150.000 đồng một hộp như thế này nha cả nhà nha, mắm lóc chân trai nha cả nhà nha. Làm rất là nhiều món ha, nãy giờ em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi nha cả nhà nha. Đó. Lấy ra ăn liền cũng được luôn cả nhà. Đó. Hoặc là cả nhà mua hàng về có cái tờ giấy hướng dẫn luôn nha. Dĩa rau này gọi là khổng lồ nè, giống như bà của bà Tân Vlog đó chứ không phải. Đâu, người ta ăn dĩa bị lớn nha. Đó, à, cậu em ăn cái dĩa bị lớn nha. Này là dĩa của Long Vlog nè. Đó. Rồi chả nấm chay của bên đồng nhỏ Kim Tử Long bỏ vô lẩu mắm ăn rất là ngon nha cả nhà nha. Đây, cả nhà mà ai mà có đặt chả lụa chay thì liên hệ với bên em luôn nha. Đó. Tại vì bên em là bán chả lụa chay từ xưa tới giờ cả nhà. Cứ 80.000 nửa ký vậy ha, mua nhiều nữa bớt nữa nha cả nhà nha, để chắc ăn tô nữa luôn. Đó. À, cậu em đang ăn làm cái chả này thấy không, trong tô đó. Rất là nhiều ăn nha cả nhà. Hậu trường của YouTuber đây. Chị chở cho mọi người sổ hết cha. Người ta không có mặc áo ngực nữa. Ở trần nữa chứ. Em mua gì đặc biệt. Giờ ngồi đâu bị dí đó, cũng khổ. Giờ hot quá biết sao rồi. Người nổi tiếng cũng không khổ đôi khi cũng khổ. Ăn cũng không được yên. Thời buổi này ai cũng bị dí hết mà. Thôi sống theo của tu cũng bị dí nữa. Bây giờ mắc nợ thì cũng bị dí. Làm gì thì cũng bị dí hết. Bữa nay mấy ngày nay thấy sư phụ thường kia ổng đi mà còn bị giếng nữa mà. Nhìn thấy ăn ngon quá hả cả nhà hả? Ăn rồi mà ăn những thứ thèm quá nha. Bảo đâu rồi, vô tập đâu rồi? Bảo đứng lên đó đi, ba quay cho. Mẹ kêu mẹ chỉnh tóc lên, ngồi lên đó ba quay cho. Đứng đây, quay cho gọn nè. Tóc tai đàng hoàng, tóc tai sáng. Này là mình nấu làm cái gì làm mình cũng phải có chả lụa chay mình bỏ vô mới ngon được nha cả nhà nha. Đúng rồi. Đó, chả lụa chay bên dòng nhỏ Kim Tử Long cả nhà ăn đặt hàng nha. Lấy hình đủ giờ. Rồi. Gì kỳ tóc tai kìa lúa quá trời ơi. Phủ với Hàn Quốc xuống không? Bảo đẹp trai chưa? Cười lên cho ba chụp hình nè. Không chịu đánh răng mà kêu là quay hình nhe răng để đánh nhanh lắm. Làm gì đó, mắc gì vậy? Làm đẹp trai lên đang quay chứ. Vâng. Đang hai rồi. Rồi thử ngon không? Cảm nhận. Ngon không? Có ăn chả lụa chay ngon không? Ngon không? Ăn chả. Ăn chả ngon không? Ngon. Ngon hả? Ông gì? Ông nội. Ông nội. Không có ông cọ. Ông nội. Thôi rồi thua luôn, không cọ có ai không? Không cọ. Không cọ. Nội. Bảy. Chưa có đứng, chưa lấy quá. Rồi là ba đứng, ba nhảy đi, đứng lên nhảy đi rồi ba quay nè, nhanh lên. YouTube đang quay nè. Mọi người lướt lên tiếp theo qua gặp Niệm Nguyễn. YouTube đang quay nè. Đứng nhẹ nhảy làng lá cho ba coi đi. Tôi lên ăn chưa vậy? Ừ. Vậy hả? Có muốn mắm không? Ăn mì gói. Trước khi đâu? Nhìn ngon quá. Nhảy đi, nhanh đi. Nhảy quay nè. Có coi YouTube không? Em mang tô giống vậy rồi. Có coi YouTube không? Rồi, nói gì làm rồi. Anh cũng ra sáng ăn, tôi uống rồi. Ăn rồi nhưng mà vẫn nhìn thấy thèm á. Để giò heo nữa mà. Sáng nay mà biết. Sáng tôi với anh Hoàng ăn chay chứ ông ăn cái giò heo rồi đó. Thấy số xui không? Số xui không? Này mình bỏ ăn mặn, bỏ đồ mặn vô được mà. Dạ. Tự nhiên đi con.
chai bạn đi vô cửa cả nhà. Đây chai bạn lâu quá để sắc cô bác hay ngon quá trời luôn. Điện lát về ăn thêm bụng nữa, chiều về ăn thêm bụng nữa. Lại rau ngon quá. Rồi giờ đi chạy chương trình ha. Ừ. Quá ngon rồi. Vậy đậu bấm vô chừa cậu vậy ơi. Đây nè, còn nè. Không, ở dưới có. Vậy ăn không hết đâu. Trời ơi, sao đang ở dưới thích thiện vậy? Hả? Ăn sao thiện vậy? Cười lên nè, cười lên chụp hình nè, nhanh đi. Đó. Rồi, rồi xin kết thúc clip ở đây nha bà con. Ok, kết thúc đi. Rồi. Sao? Vậy. Bây giờ lên cái đầu thai này đó, coi như là thở giống bà nội Linh nè. Giỏi. Thì nào mà nghỉ cho con. Hôm nay là ba cho con điện cho hướng mình nè. Nghỉ thái đi. Rồi, đâu, chu cái đích ra sao đi mới được. Chu giống ba nè. Quay kiểu này là thấy cái đất hơi bự nha. Lên chứng minh rồi, lên đây là cho 20 điểm. Cái đất này thêm 5 điểm nữa là rồi 25 điểm. Rồi. Là 25 điểm. Đó, sáng hôm nay anh Long sẽ chạy chương trình bằng trang cổ nhạc nữa nha bà con. Chạy thêm buổi trưa hôm nay rồi tối nay sẽ hát nhạc. 23 tuổi anh, 23 tuổi, tí hoan lý Việt Nam. Vô đây ngồi là mát con ơi. Đó, thầy trò sáng hôm nay rồi ra đi ra đi con. Muốn ra đi tập vườn trăng cổ nhạc để tối hát nha bà con. Có rất là nhiều vậy, nghệ sĩ rất là dễ thương nha. Phượng Hàng Linh Tâm, Trọng Hữu, rất là dễ thương nha bà con. Kết thì cô muốn mặt đúng không? Dễ thương mình thôi. Sáng hôm nay ở rồi chuẩn bị đài truyền hình nha. Chuẩn bị anh bên đây nó chơi đổi kim xe tập tới. Chuẩn bị cho mang video MC nha. Dạ. Thank you.
miền quê nên luôn mong mỏi được lần về thăm mẹ. Thăm kỷ niệm xưa hồi con còn tâm bé, mẹ thường nói mong ước ngày sau thấy con của mẹ sẽ nên để mỗi chúng ta hoàn thiện bản thân qua mỗi ngày, biết đến tự hào về các con của mình, đó là cách báo hiếu cụ thể và chân thành mà mẹ nào cũng thấy ấm áp trong lòng. Đối với những người con phải đối diện với cuộc sống nhiều mong chen mệt mỏi, thì mẹ luôn là người tiếp thêm nguồn năng lượng, là hạnh phúc, là niềm vui. Chúng ta luôn đi theo vượt bước trong đời khi còn có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Và những ai còn mẹ thì hãy tận hưởng những ngày tháng tỷ như này, hãy cố gắng hết mình làm những điều mà mỗi ngày chúng ta nhìn thấy mẹ quá là dễ thương rồi bà con ơi, ai cũng dễ thương cho nên chị nghệ sĩ nào cũng được cho nha. Con trẻ khi còn có mẹ hiền luôn dõi theo con.
Cổ nhạc lần thứ 245 với chủ đề Ngày của mẹ do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Vận Trăng Cổ Nhạc lần tiếp theo. Rồi trả lời bài Mỹ nè, trả lời bài Mỹ nè. Ra đúng rồi, ra đúng được rồi. Có ai ngu nhân dân nó lục nước mà đứng ghế 1 phút. Rồi. Tự do bà ra tự do thôi. Em ra tự do thôi. Nhưng mà thì dồn qua bên em mới bên đây để bên đây đóng bát bên đây này nhất. Rồi bài con Châu Thanh với chị Mỹ đi. Chuẩn bị. Phụ bỏ đi. Quản với thái độ phụ rồi cưng. Được rồi. Về thôi. Nó về sớm, bắt đầu về, bắt đầu xong hơi nè. Bạn hãy xong hơi không? Đó. Đó, thấy chưa? Nói xong rồi để bây giờ không? Sợ, cô ấy sợ nóng. Đúng không? Ngoài một nắng. Rồi, coi như là cho bà bọc nắng, bọc mưa, bọc gió luôn. Ly có xong hơi không Ly? Đương nhiên rồi, nổi gì mà kỳ cục vậy? Xong hơi là ly một nắng đó nha. Ấp lên lên tắm. Xong rồi đó, chị Mỹ còn bài chị Mỹ nữa. Lâu quá, cái này á, sợ tắm quải cũng đây vừa tốt. Giờ ra xe về nha bà con. Bằng bằng chiếc xe BMW này của ai vậy? Dạ. 9 giờ đúng không anh? Đâu có 8 giờ mấy rồi chuẩn bị rồi, 8 giờ là mọi người vô trong đây hết rồi. Tóm lại là khoảng 8 giờ rưỡi là lên sóng. Cái gì vậy? Trước không có vô làm mất trước mà. Mặt ba có dính gì không vậy? Không. Ok. Dạ, giờ mình đi đâu anh? Anh đi về. Đi gì hả? Về là cho con bé Ly nó xông hơi. Gì hả? Tại vì bé Ly nó cũng bệnh mà anh cũng bệnh nữa. Bệnh đó nó bệnh rồi nha. Sáng giờ mình tập tuần rồi hả anh? Ok. Dạ.